vừa mua SH đã bị trộm. Camera hé lộ tình tiết lúc 4 giờ sáng khiến chủ nhà lạnh gáy. Thời điểm những tên trộm đột nhập, chủ nhà đang ngủ trên gác và hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vụ trộm táo tợn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 3 tại một căn kiosk trong con hẻm trên đường Lê Thị Trung, thành phố Thuận An, Bình Dương. Theo diễn biến từ camera an ninh ghi lại, thì vào thời điểm trên, có 3 đối tượng đội mũ bảo hiểm tiếp cận kiosk rồi tìm cách mở khóa cửa chính. Mở khóa thành công, hai tên đột nhập vào trong, tên còn lại đứng ngoài canh. Sau khoảng 5 phút, các đối tượng đã lấy xe SH thành công. Anh Nguyễn Công Khánh, 31 tuổi, chủ nhà, cho biết thời điểm các đối tượng đột nhập vào kiosk trộm SH, anh đang ngủ trên gác và hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Xem lại sự việc qua camera an ninh, người ta không khỏi rùng mình vì sự liều lĩnh, táo tợn của các đối tượng. Được biết, chiếc xe SH mới mua này có giá trị hơn 150 triệu đồng.